Tại sao anh không nói là anh thay đổi? Để tận giờ mới thấy là cạnh anh đã có một người mới. Anh đang đợi ai tới để đón anh phải không? Vậy thôi để em đi trước, anh đỡ phiền lòng. Thở dài không nói là không phải không biết gì. Nhiều khi tại em cứ mãi chạy theo anh thấy chúng ta vô vị. Thế nhưng rồi anh cũng quyết tâm làm điều anh thấy đúng. Ở trong lòng anh mọi điều toàn tình theo em là chẳng cần chứng minh. Chẳng ai rồi muốn cho hết tình cảm chân thành, phải bớt lại chút say đắm để dành. Để lỡ người kia đi mất không buồn sao mẹ. Mãi yêu luôn dành nhiều lời có cánh, dẫu trời mưa cũng hoa trong xanh. Giờ nhận ra chẳng đẹp như trong sách, dứt nhau mọi chẳng cần chứng minh. Chẳng ai dài muốn cho hết